Mỹ Ngọc cho anh hỏi một câu nha. Từ lúc mà anh hai mất tới giờ, có ai ăn hiếp em không? Có chị hai bảo vệ em rồi, đâu có ai dám ăn hiếp Mỹ Ngọc đâu. Chị hai em chắc là nhớ anh hai em lắm hả? Đúng không? Tối tối á, chị hai em ôm cái áo của anh hai em khóc hoài à. Khóc lén á, nhưng mà Mỹ Ngọc nhìn thấy chứ bộ. Chị hai hả? Chị hai còn ôm hình của anh hai, nói chuyện với anh hai nữa. À, quên nữa, nói cho anh Khởi nghe thêm chuyện này nha. Mấy bữa nay có người ăn hiếp chị hai em đó. Hả? Ai? Ai ăn hiếp chị hai em? Thì cái anh Kim đó. Anh Kim làm cho chị hai giận hoài. Tối chị hai ngủ mà hả, anh Kim cứ gõ cửa hoài à. Chị hai đâu có thèm ra mở cửa đâu. Hồi nãy Mỹ Ngọc nói với anh là anh Kim sống chung nhà với Mỹ Ngọc. Là làm sao vậy? Anh không biết gì hết hả? Anh Kim á là con ruột của mẹ Thúy á. Anh Khởi hiểu khúc này chưa? Chưa. Không hiểu thì thôi để Mỹ Ngọc nói tiếp. Anh Kim là giám đốc của cái chỗ gì á, tên là Thành Công á. Mà mẹ Thúy nói với Mỹ Ngọc á, anh Kim sẽ thay thế anh hai làm anh hai của em á. Mà Mỹ Ngọc đâu có chịu đâu. Đứng cây đồng